ra đồng nghe tiếng cóc kêu các bạn. Đấy, cò nhà mình đi xe lại đấy. Đó đấy. Đấy, làm xong chưa? Xong rồi. Mẹ về nấu canh đi. Làm gà xong rồi. Con đi theo bà nhá. Xong rồi, đi ra đây nhá. Tiếng ếch kêu. Đồng mình ra không? Tạm biệt các bạn, bye bye. Nhớ share like, nếu các bạn nhớ quê hương nhá.